Tiếp tục chương trình công tác tại Trung Quốc. Hôm qua ngày 5 tháng 9, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Nhân đại tỉnh Sơn Đông. Tiếp đoàn có đồng chí Vương Nghệ Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Sơn Đông. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Sơn Đông, đồng thời đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng thời gian qua và định hướng phát triển thời gian đến. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn Đông đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1996. Hai bên đã phát triển hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực như chính trị, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao nổi bật là cùng nhau tổ chức các hội thảo như hội thảo hợp tác kinh tế và nông nghiệp sơn đông đà nẵng hội thảo thúc đẩy thương mại sơn đông đà nẵng hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại du lịch đà nẵng sơn đông hai địa phương đã trao đổi thống nhất một số chương trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư thương mại du lịch văn hóa thể thao các hoạt động tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại đảng công tác hội đồng nhân dân giao lưu nhân dân quảng bá môi trường đầu tư đà nẵng tại tỉnh sơn đông Cùng ngày, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thăm và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Sơn Đông để tìm hiểu nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khảo sát thực tế một số vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn Đông, một trong những cơ sở nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao và sản xuất nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc.